Xin chào anh em đã quay trở lại với channel Phố Nhà. Nay mình giới thiệu với các anh em chi tiết hơn về những cái dòng văn số mà chúng ta xài rất là nhiều, gọi là dòng văn số phổ thông. Đây là có x3, x5, x12, x8. Hiện thời chúng ta những cái dòng mà dòng văn mà x3, x5, x8 tôi nói là thị trường á, ta hay gặp với lại cái giá khá là mờm. Là anh em sau khi xem cái này xong sẽ hiểu tại sao những cái con đó giá rất mờm. Đây, ví dụ như đây là một con X5. X5 hàng phổ thông. Như con X5 này hiện thời là đã bị rút ruột đi, gọi là tiêu giám ruột. Nó vẫn cho những chức năng cần chỉnh sửa giống như một con X5 bình thường, nhưng mà chất tiếng cho ra nó sẽ kém hơn một xí. Vẫn chạy chip 213. Và bộ xử lý vẫn đầy đủ effect này kia, nhưng mà cái chất tiếng cho ra là nó sẽ kém, là tại vì là rất thiếu những cái linh kiện xử lý chất âm. Vẫn chạy phần mềm X5 nha anh em. Đây, cho anh em coi kỹ. Những dân này là họ rút ngắn chỉ có còn một thành phố thôi. Ngắn chỉ một thành phố. Bom bit là được làm trực tiếp nằm trên ông bo luôn. Đây là ISO chính, họ vẫn làm ông bo luôn. Họ rút ngắn ra để giảm chi phí và rút bớt linh kiện. Vì thế nên là có những anh họ bán dòng X5, X8 hàng bãi giá nó cao hơn những con về sau này á, là nó không có lý do hết. Đây. Còn đây là một con X5 hàng bãi này. Để cho anh em xem một con X5 hàng bãi này. X5 hàng bãi nó sẽ sử dụng là hai tên phô. Đây là bo tổng. Đây là bo mic. Bo mic rồi nè, để em nhìn ha. Bo mic và bo tổng rồi. Ta giật bo tổng không? Dưới bo tổng vẫn còn linh kiện nữa. Là anh em có thể so sánh giữa hai cái ruột này. Anh em so sánh hai ruột này. Anh em ha. Đó là cái lý do thứ nhất tại sao mà một số dòng X5 anh em báo X5 hàng bãi và có giá cao. Như giá hiện thời X5 hàng bãi này thị trường Việt Nam mình hiện thời là nó rơi vào khoảng giá tầm 2 triệu 2 cho tới 2 triệu 6. Còn những con dòng như thế này thì nó sẽ đổi giá từ 1 triệu 6 cho tới 2 triệu. Những con dòng này nó sẽ giá mầm hơn, 1 triệu 6 2 triệu. Còn những con trên thì nó như tương tự như thế. Chúng ta ví dụ như đây là con X8. Đây con X8 này nè.
chúng ta nhìn vào cái con vang này, cái điều đơn giản đó để chúng ta nhận biết nó cao hơn dòng Việt Nam một xíu. Nó vẫn chạy chip 213 nha anh em, vẫn là chip 213, nhưng mà từ dòng i8 trở lên đó là nó có hai group mic đây, hai group mic riêng biệt đây. Ví dụ con này là X-Nam này, X-Nam này anh em nhìn cái bo bo mic trên này, này bo mic này nó chỉ có một một dãy điện trở của một group mic thôi, anh em nhìn thấy không? Còn dòng i8 là nó sẽ có hai group mic này. X3 với X5 á, thì là X3 nó sẽ có 3 cổng out. X3 nó sẽ có dòng X3 nó sẽ có 4 cổng out là MR, ML, Center và Sub thôi. Dòng X5 á, là có thêm là SR và SL nữa. Còn hai con nó tương đối nó giống nhau, hầu như không có gì khác. Là lên tới dòng X8 á, là nó sẽ bo mic này nó sẽ có là hai hai đường mic riêng biệt. Đó. Tương tự như vậy dòng X12 có gì thay đổi? Đây. Ví dụ như con này là X12 này. X12 giao diện của dòng X12 này. Xem X12. Qua đến dòng X12 trở lên của dòng X á, thì đã lên sử dụng lên đến chip là 214 nha anh em. X12 trở lên là đã chạy chip 214. Thứ nhất, thứ hai á, dòng X12 nó vẫn là 2G, 2G group mic, và kèm theo 2G group mic là nó có 2G group effect riêng biệt nữa, của mic A và mic B riêng biệt nữa. Số lượng công ao thì vẫn như nhau. Và dòng mic X12 nó sẽ có một một số cái tiếng thơm, và nó là nó có audio input và cổng optical in. Và phân khúc X12 là đã được nâng lên về chất âm và một số vấn đề về effect, chất âm effect tiếng nhạc, bộ xử lý tín hiệu là cũng đã cải thiện khá nhiều ở cái dòng X12 trở lên. Cho nên anh em ta xài những cái dòng X mà từ phổ thông đó, bây giờ anh em cảm giác cũng sẽ có khác biệt một tí nào đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Phố Nhạc. Hẹn anh em ở những clip sau, và mình sẽ chia sẻ những cái thông tin và những món đồ và những cái dòng và thiết bị âm thanh cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu bạn thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký và bật thông báo để theo dõi những video mới nhất từ Phố Nhạc. Cảm ơn và hẹn gặp lại.